Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Mời anh chị em ngồi trong sự bình an của Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy thảo phượng Ngài. Cảm ơn Chúa. Giúp tôi có một cái bục ở đây được không? Dạ. Hãy quay sang bên phải, bên trái, đằng sau, đằng trước bạn nhìn thấy. Hôm nay khá đông người đến, mặc dù rất nhiều những sự cản trở. Cảm ơn Chúa. 3 ngày trước tôi bị mệt và hoãn lại cái bài giảng vào ngày thứ năm. Và có một số người ở nơi khác họ nhắn tin rằng mục sư ơi, cái chương trình truyền giảng qua mạng, qua Zoom cho Việt Nam còn tiếp tục nữa không? Tôi nói rằng tại sao là không tiếp tục? Vì sao? Bởi vì đã từng suýt chết mà Chúa chữa lành, phục hồi để mà trả món nợ cho Ngài. Giống như Phaolô nói rằng tôi mắc nợ cả người Grec lẫn người dã man. Khi Chúa cứu mỗi chúng ta để chúng ta tiếp tục giao truyền danh của Ngài. Và cảm ơn Chúa Ngài phục hồi sức khỏe cho mỗi chúng ta tại đây và cho chính mình tôi. Trong lúc đang hát ca ngợi Chúa ở đây này, tôi nói Chúa ơi, con muốn hát nhảy múa. Bởi vì ở dưới kia có một người anh em của con rất muốn hát, rất muốn nhảy, nhưng vì lý do sức khỏe. Thành ra khi chúng ta đang có thể có cơ hội, hãy nhảy như có thể nhảy cho người khác nữa. Hãy hát ca ngợi Chúa như có thể hát thay cho người khác. Hãy phục vụ Chúa như có thể khi bạn còn cơ hội và hơi thở trong lỗ mũi của bạn còn. Anh chị em ơi, anh chị em ơi, Chúa là đấng xứng đáng để chúng ta thờ phượng ngày hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy vỗ tay thật to cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah, hallelujah. Tôi nhớ cái ngày 18 ngày nằm ở trên giường ở bệnh viện, không hát được, không đụng đậy được, chỉ có nằm bất động tại nơi đó. Nhưng tôi biết rằng có ai đó ở nơi nào đó trên thế giới này, ở chỗ nào đó đang cầu thay cho tôi, ở đâu đó họ đang hát thay cho tôi, ở đâu đó họ đang phục vụ Chúa thay cho tôi. Và anh chị em ơi, khi Chúa Ngài phục hồi và chữa lành, giải phóng của chúng ta khỏi những căn bệnh đó, hãy hứa với Chúa rằng Chúa ơi, con sẽ hầu việc Chúa thay cho những người khác mà họ không thể được. Tôi nhớ lại một cậu người Ukraine, Kostya. Khi nó sinh ra, nó không có chân. Người ta phải làm những miếng da ở đầu gối nó như vậy, nó giống như một cái quái thai vậy, ở trong một cái trường mà dành cho những đứa trẻ tàn tật. Chúng tôi đến đó để giảng mỗi một ngày thứ bảy. Và câu chuyện mà tôi nghe rất là cảm động. Kostya, nó rất thích trẻ con. Nó tuổi 23, 24 rồi. Tôi nhớ lại, nó nhận được bắp tay bằng nước sau tôi. Và người ta kể lại rằng nó tiết kiệm khẩu phần ăn của nó. Và đằng sau cái bức tường người ta làm bê tông xung quanh cái trại trẻ mồ côi tàn tật đó, bên kia là một cái vườn trẻ, một cái bãi cát. Bằng cách nào đó, ai đó đã đục thủng một cái lỗ ở giữa hai cái tấm bê tông. Kostya thường lết ra ngoài đó để nhìn qua cái lỗ đó, ngắm bọn trẻ con ở bên kia chơi bời. Rồi có một lần nó mang cái kẹo mà nó giành phần được, lết qua và nó nhìn qua cái lỗ đó, bọn trẻ con đang xúc cát đầu kia. Nó kêu ê ê ê, nó thò tay đưa mấy cái kẹo qua cái lỗ đó. Bọn trẻ con chạy lại lấy kẹo, sau đó mới nhòm qua cái lỗ đó để xem ân nhân cho mình kẹo là ai. Và khi nhìn qua cái lỗ đó, bọn trẻ con nhìn thấy khuôn mặt của Kostya và thân thể của Kostya đứng. Bọn nó vứt kẹo chạy toán loạn và kêu ma ma ma. Kostya trở về lặng lẽ về phòng của mình. Mấy ngày sau, người ta nghe thấy tiếng động ở trong cái phòng của nó. Người ta đạp cửa vào thì nó treo người nó lên trên cái giá gì đó để tự tử chết. Người ta cứu được nó. Ở trong cái lá thư nó để lại trong ngăn kéo, nó có viết thư rằng tôi rất yêu trẻ con, nhưng mà ngoại hình của tôi đã không làm cho chúng nó lại gần được. Khi tôi chết, hãy chôn tôi ở cái bãi cát mà bọn trẻ con hay chơi đó, và trồng trên đó một cây táo, để mỗi một năm quả táo rơi xuống, trẻ con tới mà ăn. Kostya, tôi gặp trực tiếp con người đó, chăm sóc cùng với một nhóm người Ukraine. Nó nói rằng tôi muốn làm nhiều việc mà không làm được. Tại sao Chúa lại cho tôi những điều thế này? Tôi nói rằng Kostya ơi, ở ngoài bức tường kia kìa, có rất nhiều người đủ chân, đủ tay, đủ hết thảy mọi khả năng, nhưng họ không có tâm hồn như cậu đâu. Và Kostya có nói với tôi một cái câu nói này: khi đi giảng tin lành, hãy giảng gấp đôi, bởi vì tôi không thể đi được như anh. Hãy phục vụ Chúa và làm điều gì cho Chúa, hãy làm gấp đôi, vì tôi không có đủ điều kiện như anh. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta hãy cùng nhau tới hầu việc Ngài khi mình có thể. Amen.
Amen anh chị em, đó là cái giá trị đời đời mà chúng ta có thể đầu tư sau này lên gặp Ngài. Hãy vỗ tay cảm tạ Chúa của chúng ta. Amen. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người nhớ gì và quên gì. Cuộc sống của chúng ta tập hợp ở ba cái điều: một là quá khứ, hai là hiện tại, và ba là tương lai. Quá khứ, những gì xảy ra với bạn làm cho bạn nhớ hoặc bạn quyết định quên, phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Cái quá khứ đó nó có thể che lấp tương lai của bạn, nó có thể bóp chết hiện tại của bạn, phụ thuộc vào bạn nhớ gì và bạn quên gì những điều đã xảy ra với bạn. Cuộc sống của chúng ta tập hợp từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thất bại hay thành công của mỗi chúng ta phụ thuộc vào bạn quên gì và bạn nhớ gì. Nếu như bạn chỉ nhớ những cái cần phải quên thì cuộc sống của bạn sẽ thất bại. Nếu bạn chỉ quên những điều gì mình nhớ thì lại là thảm họa cho cuộc đời của mình. Chúng ta cần phải quên những điều cần phải quên, nhớ những điều cần phải nhớ, và xin Chúa cho sự khôn ngoan để phân biệt được cái gì cần quên thì quên, cái gì cần nhớ thì nhớ. Đó chính là bài giảng ngày hôm nay của chúng ta: nhớ gì và quên gì. Chúng ta cùng nhau xem Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 50, câu 52 nói về Joseph là một người mà rất được Đức Chúa Trời yêu, và ông ta cũng được cha của mình yêu. Nhưng bên cạnh đó, càng được yêu, càng được ban cho thì không ít kẻ thù. Rất nhiều người sẽ ghen ghét những kẻ được yêu. Bởi vậy cho nên nếu Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời Cha yêu Ngài và ban ơn cho Ngài không chừng mực, thì nhớ rằng kẻ thù sẽ rất ghen ghét. Những kẻ mà thuộc về Cha sẽ chạy tới với Chúa Giêsu, còn những kẻ không thuộc về Cha sẽ chửi bới, sẽ hãm hại Ngài. Joseph cũng là một con người như vậy, được Đức Chúa Trời yêu, ban cho ông hai giấc mơ, rồi cha của ông cũng yêu ông, làm cho ông một cái áo nhiều màu sắc thật là đẹp, giống như áo của hoàng tử vậy. Nhưng bên cạnh đó thì những người anh em của ông ta căm thù và ghét. Bạn ơi, đừng có ghen ghét. Nếu bạn thấy người khác được Chúa ban cho ơn thì phần của bạn hãy chạy tới với Ngài và kêu cầu phần của bạn. Đừng tìm cách hạ thấp người khác, đừng tìm cách chọc gậy bánh xe, đừng tìm cách cướp cái mà không thuộc về bạn. Nếu nó không thuộc về bạn, kể cả ở trong tay của bạn, thì nó cũng sẽ mất. Bởi vậy cho nên đừng lấy của người khác điều mà không thuộc về bạn. Bạn có khẩu phần ở trong Ngài, bạn có phần cơ nghiệp ở trong Ngài. Mấy ông anh này ghét Joseph, và cuối cùng bảy mưu tính kế đạp Joseph xuống hố, rồi bán Joseph lấy 20 miếng bạc, giá của một người nô lệ là 30, họ bán giá buôn 20, để những người Ích-mê này mang Joseph tới Ai Cập bán được 10 đồng lãi thêm. Joseph được Potiphar quan thị vệ Ai Cập mua. Ông được phước lắm, Joseph được phước lắm. Nhưng cuối cùng cái đẹp trai to khỏe và thông minh của Joseph đã lọt vào mắt xanh của con dâm phụ là vợ của Potiphar. Khi chồng vắng nhà, người dâm phụ này tìm cách gả tình Joseph. Joseph nói không bao giờ. Bà ta nhảy vào ôm Joseph. Joseph đã chạy, và cuối cùng bà ta nắm được cái áo. Bạn ơi, thà mất cái áo còn hơn mất con người của bạn. Amen. Joseph đã bị cướp cái áo đó, ông ta chạy mà không còn cái áo. Bạn phải chạy không còn mảnh giáp nào, biết là chạy khỏi tội. Sau đó người đàn bà nó vu lên: ô Joseph hiếp dâm tôi. Potiphar về xử án, đáng lẽ ra phải minh oan cho Joseph, nhưng vì ông ta sợ vợ đã đẩy Joseph vào tù chính trị ở dưới ngục tối mà không có ngày ra. Ở trong ngục tối đó, Joseph bám vào Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng nếu như không tha thứ thì Joseph không ra được khỏi ngục. Ông ta đã học được cách tha thứ và cuối cùng được nhấc lên làm thủ tướng Ai Cập. Hãy lắng nghe này. Sự tha thứ của bạn không có nghĩa là bạn không còn nỗi đau từ bên trong. Nỗi đau đó là sự thật. Bạn tha thứ, nhưng bước tiếp theo Joseph làm, học cách quên những điều cần phải quên, nhớ những điều cần phải nhớ. Chỉ có sau khi tha thứ thì bạn mới có thể quên. Có một số người nói rằng thời gian là liều thuốc tiên. Xin lỗi bạn, nếu như không tha thứ, thời gian là bản án tử hình cho mỗi chúng ta. Khi bạn tha thứ rồi thì lúc đó thời gian mới là làm cho vết thương được lên thành sẹo.
Còn nếu không tha thứ, càng để lâu, càng bị ung nhọt, càng để lâu, càng nguy hiểm cho con người của mình. Khi Thánh chép tiếp, khi Joseph 7 năm được mùa rồi, chuẩn bị trước khi đến năm đói kém, 7 năm tiếp theo là đói kém. Để ý nè, trước khi đến năm đói kém, thì vợ của Joseph sinh cho ông hai con trai. Ngày hôm nay tôi giảng bài giảng về hai con trai, quên gì và nhớ gì. Đẻ ra hai con trai, Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasse. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và quên cả nhà cha ta. Bạn không quên thì bạn không thể bươn lên phía trước được. Chính đó là Nhã Ca nói rằng: hỡi nàng, hãy bước vào nhà của chàng, quên tất cả mọi điều thuộc về nhà ngươi đi, thì chàng sẽ ủ ấp ngươi, sẽ chăm sóc ngươi. Tiếp theo, người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim, vì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. Hallelujah. Nhiều lần tôi đọc mà bỏ mất ba từ sau: trong xứ mà ta bị khốn khổ. Bạn có thể bị khốn khổ không? Bạn có thể bị đầy đọa không? Bạn có thể bị ai đó đóng đinh bạn không? Ngay cái chỗ thập tự giá đó, Chúa có thể làm cho bạn được thành vượng đúng cái lĩnh vực mà bạn bị phản bội, đúng lĩnh vực bạn bị đau đớn, đúng lĩnh vực bạn đang bị thương tổn. Chúa sẽ phục bạn khỏi cho tàn của sự hủy diệt ngày hôm nay, nếu như bạn hiểu được nguyên tắc quên gì và nhớ gì ngày hôm nay. Amen. Joseph đã đẻ hai đứa con sau khi tha thứ rồi, nhưng mỗi một lần nỗi đau được tái hiện, ông ta đã quyết định không thể để cho nỗi đau này nó lại chèn vào cuộc đời của mình tương lai. Không thể để cho nỗi đau của quá khứ bóp chết tương lai của tôi. Không thể để cho nỗi đau quá khứ nó cướp hiện tại bây giờ. Mỗi một lần cái nỗi đau đó ứ đến tận cổ, lắng nghe này. Nỗi đau là nỗi đau, nhưng nó chưa biến trở thành cảm xúc căm thù cái kẻ làm đau bạn. Nỗi đau nó phát lên tận cổ này, bạn lúc đó cần phải làm quyết định giống như Joseph. Quên, vì bạn đã tha thứ rồi. Quên, bạn đã trả nợ xong rồi. Quên, hãy quyết định quên điều cực nhọc. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem làm thế nào để quên. Khó quên lắm. Tôi câu hỏi ngày hôm qua, người ta hỏi tôi rằng làm sao mà quên được. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem làm thế nào để quên. Tiếp theo, ông quành sang bên phải nhìn thấy Ephraim. Ông nói rằng: được phước gấp đôi cái khốn khổ mà tôi đang chịu, điều khổ nhục mà người ta đẩy tôi xuống. Chính Chúa sẽ an ủi tôi, và sau khi tôi được an ủi thì tôi sẽ an ủi những kẻ khác trong sự khốn khổ mà họ gặp. Bởi vậy cho nên, nếu bạn đang đau đớn trong một lĩnh vực nào đó, thì hãy nhớ đang có điểm lợi cho bạn đấy. Điều kiện cần bạn đang có rồi. Ngày hôm qua có một vị mục sư đồng nghiệp làm việc với tôi, ông nói một câu hay mà tôi nói với mục sư đó rằng: giá như tôi biết được câu này cách đây 5 năm trước thì tôi đã đỡ trả một số cái giá mà không đáng phải trả. Ông nói rằng: tha thứ không phải cái kẻ làm ác với bạn xứng đáng, không phải vì kẻ ác xứng đáng sự tha thứ của bạn, mà tha thứ bởi vì bạn xứng đáng để được sống trong sự bình yên và vui vẻ. Lắng nghe lại này, kẻ thù làm hại bạn, khi bạn quyết định tha thứ không phải vì họ xứng đáng, mà bởi vì bạn xứng đáng được sống trong sự bình yên và vui vẻ như thiên đàng. Không phải tại sự ăn uống, mà tại sự công bình. Khi bạn đứng trên lời của Chúa tha thứ cho kẻ khác, Đức Thánh Linh sẽ mang tới cho bạn sự bình an và vui vẻ. Cho nên sự tha thứ không phải vì kẻ đó được xứng đáng, mà bởi vì bạn được xứng đáng sống trong nước trời, đó là sự bình an và vui vẻ. Thành ra hãy quyết định tha thứ. Amen. Nắm lên phước của Ngài để mà tha thứ. Và khi bạn tha thứ rồi, hãy làm quyết định quên. Khi bạn nhìn vào phước của Chúa gấp đôi thì bạn dễ quên. Khi bạn dễ quên thì con đường của bạn không bị kéo áo ngược trở lại. Cái ba lô nặng trĩu trên hành trang của đời của bạn không làm cho bạn chậm tiến độ đi. Bởi vậy cho nên quên sẽ được phước, được phước sẽ dễ quên, quên sẽ được phước, và được phước sẽ dễ quên. Xin Chúa giúp cho bài học Joseph xác định được nhớ gì và quên gì. Để ý ông nói gì. Quay lại câu 51.
câu phía trên đó, ông nói rằng Đức Chúa Trời qua con người này, qua Ma-la-se này, giúp cho ta quên điều cực nhọc. Đừng quên bài học mà sự phản bội đó dạy bạn. Bạn trưởng thành hơn qua những hoạn nạn khốn khổ. Nhưng quên điều cực nhọc, quên những con người làm thương tổn bạn. Nhưng đừng quên cái bài học, bởi vì nó giúp cho bạn trưởng thành hơn. Hãy quên. Amen. Nào hãy nói ra mình thật to nào. Quên, quên. Nói to hơn, tôi quên. Quên. Là bạn biết quên cái gì rồi. Câu tiếp theo, câu 52. Ephraim, sau khi bạn quyết định quên rồi, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn được thịnh vượng gấp đôi. Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn được thịnh vượng ở đúng cái chỗ mà bạn sẵn sàng đứng dậy khỏi đống bùn, khỏi đống phân mà người ta đẩy bạn vào. Bạn sẵn sàng đứng lên trở lại dưới cái hố mà người ta đạp bạn, thì Chúa sẽ nhấc bạn lên trong một đêm trở thành thủ tướng Ai Cập. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 31. Đây là câu kinh thánh mà chúng ta đã được học và thuộc rồi. Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Từ đây là sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, có nghĩa là thời tương lai. Các ngươi chớ lo lắng về ngày mai sẽ ăn gì, uống gì, mặc dù. Vì sao lại lo lắng về ngày mai? Mình đang sống ngày hôm nay mà đã lo ngày mai rồi. Bởi vì hôm qua tôi đã có một kinh nghiệm mất ăn, mất uống và không có quần áo để mặc. Nỗi đau, nỗi khổ, nỗi đói đã hành hạ tôi để cho tôi không còn suy nghĩ tích cực được nữa. Chưa bước sang ngày mai, tôi đã lo ngày mai. Mặc dù tôi không hề nhìn thấy ngày hôm nay tôi phải làm gì, tôi quên mất phải làm gì ngày hôm nay. Bởi vì cái nỗi đau quá khứ hôm qua đã bắt tôi phải lo lắng về tương lai rồi. Tôi không kịp hưởng thụ ngày hôm nay. Những người yêu bên cạnh tôi đang bị tôi hành hạ bởi nỗi đau của ngày hôm qua. Và Chúa nói rằng các ngươi chớ lo lắng và nói rằng sẽ ăn gì, bởi vì cái nan đề của các ngươi ở chỗ nỗi đau hôm qua mà các ngươi không quên được. Nỗi đau hôm qua mà các ngươi chưa giải quyết được đã khiến các ngươi dằn vặt và cướp mất tương lai của các ngươi. Hãy nhớ, hôm nay là của bạn. Ngày hôm qua không thuộc về bạn nữa. Ngày mai cũng không thuộc về bạn. Ngày hôm nay là ngày của sự cứu rỗi mà chúng ta cần phải xác định. Ngày hôm nay bạn có tội thì bởi vì kết quả hôm qua bạn đã làm một điều sai quấy. Hãy dừng lại, học những điều gì cần phải nhớ, học những điều gì cần phải quên ngày hôm qua, để bạn làm tốt hơn hôm nay. Và nó là tiền đề cho ngày mai thành công của bạn. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tiếp theo. Vì mọi điều đó các dân ngoài vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Tiếp theo. Lời Chúa nói rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Đây là thời hiện tại này. Ngay bây giờ. Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Và câu 34, vậy chớ lo chi về tương lai, đừng lo chi về tương lai. Ngươi phải sống thời kỳ hiện tại bây giờ để giải quyết vấn đề của quá khứ. Chỉ khi và chỉ khi các ngươi tìm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì cái quá khứ đau đớn đó sẽ dễ quên. David nói rằng tôi đặt Chúa trước mặt tôi, và khi Chúa còn ở trước mặt tôi thì tôi dễ quên nỗi đau của quá khứ. Amen anh chị em. Amen. Dạ, cho tôi một cốc nước được không? Dạ. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 16 câu 8 câu 9. Quên gì, nhớ gì, chúng ta đã đọc rồi. Tôi hằng, hãy nhắc lại cùng tôi từ hằng. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Hằng có nghĩa là gì? Hằng có nghĩa là hằng. Hằng có nghĩa là liên tục, bền bỉ, lúc nào cũng thế. Hằng có nghĩa là ở trong điều đó. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài bên hữu tôi. Có ai đã một lần nào trong đời đi theo Chúa bị rúng động chưa? Tôi giơ cả hai tay hai chân. Tôi đã từng bị như vậy. Vì sao? Bởi vì chúng ta không học được bài học của David. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va trước mặt tôi. Và khi chúng ta để Chúa trước mặt chúng ta thì chúng ta không bị rúng động. Lúc đó lòng chúng ta vui vẻ, linh hồn chúng ta mừng rỡ, xác của tôi sẽ được yên nghỉ, có nghĩa là sự chữa lành. Tôi muốn nói cho bạn nguyên tắc của sự quên này.
Đây là cốc nước. Nhìn kỹ nhá, đây là cốc nước. Nếu ai đó mà cho đưa tôi cốc nước mà rót thật đầy trên miệng này, cái nước ở bên trong này nó là thí dụ cho những nỗi đau của quá khứ. Lắng nghe này, bạn không biết làm sao để cho nỗi đau quá khứ đi ra khỏi tâm trí của bạn. Bạn lấy những viên sỏi, bạn cho vào một viên thì sỏi vào ngần nào thì nước ra ngần đó. Bạn cho 4 viên sỏi thì 4 cái thể tích nước đó rời khỏi cốc nước. Bạn cho 1 nắm sỏi thì 1 nắm nước sẽ ra khỏi. Bởi vậy cho nên tâm trí và cảm xúc của chúng ta khi hằng đặt Chúa trước mặt chúng ta, bạn nhớ như ơn phước của Ngài và đổ vào lòng chúng ta và tâm trí chúng ta bao nhiêu ơn phước của Ngài thì nỗi đau ngần đó sẽ rời khỏi tâm trí của mỗi chúng ta. Mọi người hiểu không ạ? Chính vì vậy mà David nói rằng tôi hằng để Đức Giê-hô-va trước mặt tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi, bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, bởi vì khi tôi tiếp nhận lời của Ngài, nhớ những điều gì cần phải nhớ thì cái cần phải quên nó sẽ rời khỏi tôi. Bạn không thể ngồi một chỗ nói rằng đói không được đói, đói không được đói, nhất định không được đói. Có ăn đâu mà hết đói, phải ăn vào thì nó mới hết đói chứ. Bạn cứ ngồi nói phải quên, làm sao mà quên được nếu như bạn không cho cái khác vào để chiếm cái quên đó, quên chiếm nỗi đau đó. Amen. Bắt đầu người tôi nóng rồi đấy, mồ hôi nó toát ra đầy lưng rồi này. Thành ra một chút nữa chúng ta sẽ kết thúc. Nào chúng ta cùng nhau xem một đoạn thánh kinh tiếp theo. Đó là Thi Thiên 103. Lời Chúa dạy chúng ta quên gì và nhớ gì. Joseph, ông ta đã xác định được điều gì cần phải quên. Quên điều cực nhọc, quên những con người ở trong nhà cha của ông đã phản bội, quên Judah để mà nhìn thấy răng, quên những hành động của Phê-rơ chối Chúa 3 lần để nhìn thấy một Phê-rơ trong sự sức giàu của Ngài, người lễ ngũ tuần giảng 3.000 người tin Chúa Giê-xu. Nếu bạn vẫn tiếp tục giữ nỗi đau của mình thì bạn sẽ đánh mất rất nhiều những cơ hội mà Chúa mang tới cho bạn. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Hãy quên sự cực nhọc, hãy quên sự thương tổn, hãy quên những con người phản bội bạn, nhưng đừng quên ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và thương xót mà làm mão triều, mà triều đội cho ngươi. Hãy liệt kê ra những ơn phước, đừng chỉ liệt kê ra những sự ác mà người ta làm cho mình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi và bạn cùng liệt kê ra hết thảy những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta, chớ quên các ân huệ của Ngài. Nhiều khi chúng ta đặt những sự đau đớn nó trước mặt mình quá lâu, cho nên nó đã biến trở thành tế bào sống tiêu cực của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau thay đổi, đặt ân huệ của Ngài trước mặt, đặt Ngài ở trước mặt mình, tìm kiếm Ngài đầu tiên trong ngày, thì mọi sự khác Chúa sẽ ban cho. Amen. Cảm ơn Chúa. Đi tiếp câu kinh thánh tiếp theo. Đừng quên Timothée 2 đoạn 2 câu 8. Hãy nhớ, chớ quên. Quên điều cần phải quên, nhớ điều cần phải nhớ. Phaolô viết cho, sứ đồ Phaolô viết cho một mục sư đầy ơn trong hội thánh mấy ngàn người. Hãy nhớ rằng, đây là viết cho Timothée đấy. Hãy nhớ, Đức Chúa Giêsu Christ sinh ra bởi vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Có rất nhiều điều đơn giản, mà vì nó đơn giản cho nên chúng ta dễ quên. Đừng quên những điều đơn giản này. Nhớ Giêsu Christ đã sinh ra dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại, chết thay tội cho mỗi chúng ta. Nhớ nhé, đừng nhớ điều ác người ta làm mà bị thương tổn đau đớn, mà hãy nhớ những điều cơ bản trong Kinh Thánh đã dạy. Tiếp theo Hebrew đoạn 12 câu 2. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Đó là điều phải nhớ nha. Nhìn xem Chúa Giêsu là đầu tiên và cuối cùng đức tin mỗi chúng ta. Điều tiếp theo cần phải nhớ, Giô-sê đoạn 1 câu 8, chuẩn bị kết thúc rồi. Giô-sê đoạn 1 câu 8 phải nhớ này. Quyển sách luật pháp này đừng chạy theo phép lạ, chạy theo lời của Ngài thì phép lạ sẽ chạy theo. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm chớ quên, hầu cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường của mình và mới được phước. Hãy nhắc lại thật to, chớ quên lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Điều tiếp theo, Hebrew đoạn 13 câu 7. Hãy nhớ những người dẫn dắt mình,
đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin của họ. Hãy nhớ những người dân dắt mình, điều thứ nhất. Hãy nhớ những người đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy suy ngẫm sự cuối cùng của đời sống họ và học đòi đức tin của họ. Hãy nhắc thật to ra miệng, hãy biết ơn. Cảm ơn Chúa. Điều mà tôi muốn nói thêm nữa là bạn phải biết ơn, nhớ những người cha, người mẹ chúng ta đã sinh cho chúng ta. Hãy nhớ những người giúp đỡ chúng ta. Đừng chỉ nhớ những cái mà chúng ta giúp đỡ người khác khắc trên đá, còn người khác làm tốt cho mình thì viết trên cát. Đó là điều mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin mời ban tôn vinh lên phía trên này. Thí dụ mà tôi vừa đưa cho anh chị em, mời mọi người đứng dậy nào. Thí dụ mà tôi vừa đưa ra cho anh chị em về cốc nước này, nó có thể đầy dẫy sự căm tức, hờn giận như nước ở trong cái ly này. Nào bây giờ, bạn đã nhiều lần cố gắng tìm cách quên những nỗi đau đó mà không được, thì bắt đầu từ ngày hôm nay, cái tâm trí và tấm lòng của bạn là cái ly nước này. Những nước ở bên trong này nó còn sự căm giận, sự không tha thứ, nỗi đau, sỉ nhục, những kẻ phản bội liệt ra, viết ra tờ giấy 2-3 trang không hết. Bạn đừng nhìn vào điều đó nữa, mà bắt đầu chúng ta cùng nhau trở lại với lời của Ngài. Nhớ Ngài, nhớ cái ân huệ của Ngài, nhớ lời của Ngài, nhớ lời răn của Chúa. Và mỗi một lần bạn ghi nhớ những lời đó, thì cái lời đó như cục đá đó được vứt vào trong tâm trí của bạn, vứt vào trong cảm xúc của bạn. Và mỗi một lần vứt vào thì nó chiếm một khoảng nào đó trong tâm trí và cảm xúc, thì sự căm tức kia nó tự khắc đi ra, sự buồn bực tự khắc đi ra. Bạn sẽ quên dễ lắm. Còn nếu bạn không cho vào bạn điều từ Chúa, thì làm sao mà bạn vứt bỏ được những cái buồn đau, giận dỗi, căm tức người khác. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với Chúa. Có thể bạn nghe bài giảng ngày hôm nay, bạn nói rằng: Chúa ơi, con có nhiều nỗi đau lắm, và chính nỗi đau này đã hành hạ con trong những ngày tháng vừa rồi. Con không biết phải giải quyết ra làm sao. Con cố quên, nhưng mà tại sao tâm trí vẫn ghi nhớ những điều đó? Nếu bạn có sự suy nghĩ và nói ra miệng như vừa rồi, thì ngay tại chỗ bạn đang đứng bây giờ, ngay tại nơi mà bạn đang theo dõi chương trình nhóm online ngày hôm nay, bạn hãy cùng tôi làm một điều. Hãy nhìn trong thập tự giá của Chúa Giêsu, và tại nơi đó bạn hãy tiếp nhận ân điển của Ngài. Khi Chúa nói mọi sự đã hoàn tất, bạn hãy bắt đầu nói ra miệng của mình sự tha thứ. Tha thứ cho những kẻ mà làm thương tổn, làm hại bạn. Nói ra miệng nhé. Sau khi bạn tha thứ rồi, thì bạn sẽ làm tiếp điều tôi nói tiếp theo. Nhưng hãy nhớ một điều, sự tha thứ phải đi đầu. Tha thứ cho kẻ ác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà bởi vì bạn xứng đáng được sống trong sự bình yên và vui vẻ bởi Đức Chúa Trời. Cho nên bạn tha thứ cho kẻ ác là vì bạn trước tiên. Sau khi bạn tha thứ rồi, tôi biết bạn khó lắm. Thậm chí có những người mà cầu nguyện, nói ra miệng tên của kẻ đó đã bật khóc và không nói được nữa. Tôi đã từng nhắc tên đó ở trên giường bệnh, phải mất nhiều thời gian mới xử lý được hết những cái tên mà trước đó tôi không nói được ra miệng. Sau khi bạn đã tha thứ rồi, đó là một quyết định, thì bạn cùng tôi làm tiếp một điều nữa. Bắt đầu lấy bút, lấy giấy ra. Nó là một công đoạn đó anh chị em. Quên, nó không phải ngay lập tức. Nó là một công đoạn giống như vết thương được lành lại vậy. Đầu tiên phải được xịt thuốc, rửa vết thương, sau đó xịt thuốc vào. Công đoạn 3, băng bó lại. Công đoạn 4, cần thời gian để cho vết thương trở thành sẹo. Cho nên công đoạn tiếp theo mà bạn cần làm, hãy mang một quyển vở ra, lấy bút. Bạn bắt đầu ngồi xin Chúa cho con nhớ lại những ơn phước mà Ngài làm cho con, từ cái ngày con tin Chúa, từ việc lớn nhất cho tới việc nhỏ. Bạn nhớ được điều gì, hãy ghi ra điều đó. Có thể 5, 10, 15, 20, 25 sự việc. Sau khi bạn viết được,
ra ít nhất được 5 đến 10 điều. Bắt đầu bạn dừng bút lại để ngày mai viết tiếp. Còn ngay lúc đó, bạn hãy nhìn vào và đọc to ra miệng. Điều thứ nhất, Chúa làm cho con này. Điều thứ hai, Chúa làm cho con này. Điều thứ ba, Chúa làm cho con này. Khi bạn liệt kê ra và bạn cảm tạ Chúa, thì bạn sẽ giống như David vậy. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Linh hồn của bạn sẽ nức lòng và tôn vinh Đức Chúa Trời. Bạn sẽ dễ quên những điều cực khổ ở nhà cha của bạn. Bạn sẽ quên những kẻ phản bội làm đau đớn và phản bội bạn. Chúa Thánh Linh sẽ sức cho bạn giàu của niềm vui. Và bây giờ hãy cùng tôi cầu nguyện. Cha ơi, con đến cầu nguyện cho những anh chị em chúng con đang đứng ở trong căn phòng này. Con có cầu nguyện cho những anh chị em chúng con đang theo dõi buổi nhóm này. Hãy giúp cho mỗi chúng con ngày hôm nay quyết định tha thứ. Bởi vì chúng con không thể thay đổi được hoàn cảnh. Chúng con không thể thay đổi quá khứ đã xảy ra. Chúng con không thể thay đổi những người khác được ngoại trừ chính chúng con mà thôi. Thế nên ngày hôm nay chúng con quyết định tha thứ cho những kẻ làm thương tổn, mà nỗi đau đó vẫn hành hạ chúng con những năm tháng qua. Trong danh Chúa Jesus Christ, con quyết định tha thứ. Và sau đó bạn nhắc tên của kẻ mà bạn cần tha thứ cho họ. Chúa ơi, hãy giúp cho anh chị em chúng con liệt kê ra những ơn phước mà Ngài đã làm trong những năm tháng qua, để chúng con có thể tạ ơn Chúa, tạ ơn Ngài. Và Đức Thánh Linh theo thời gian sẽ làm cho vết thương đó không còn rỉ máu nữa, nó sẽ trở thành sẹo. Và chúng con sẽ đứng lên trên sự khốn khổ của mình để nhận ơn phước gấp đôi. Chúng con cảm ơn Chúa. Con giao phó lời cầu nguyện của anh chị em chúng con trong tay của Ngài. Và chúng con hiệp tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.